giáo viên đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của học sinh. Hầu hết các giáo viên đều có câu chuyện để chia sẻ về thành tích của học sinh và ảnh hưởng tích cực mà họ mang lại. Giáo viên giúp định hình thế hệ tương lai của chúng ta. Hãy là một giáo viên như vậy. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền. Quý vị có muốn luôn an toàn khi sử dụng Internet không? Trung tâm An ninh mạng Úc thuộc Tổng cục Tín hiệu Úc đang sẵn sàng để giúp đỡ. Các hướng dẫn an ninh mạng hàng đầu của chúng tôi hiện có sẵn bằng hơn 20 ngôn ngữ. Hãy tìm hiểu cách thức để bảo vệ thiết bị, thông tin của quý vị và tránh các mối đe dọa mạng thường gặp. Hãy tải xuống các hướng dẫn miễn phí này. Truy cập trang mạng cyber.gov.au. Được phép của chính phủ Úc Canberra, authorized by the Australian Government Canberra. Lily và Kim Hoàng, rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm báo thế giới của Việt TV Australia trong buổi tối ngày hôm nay thứ tư, ngày 14 tây tháng 11 2023. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước hết là một thông tin vui cho quân đội Việt Nam. Đó là chính phủ Nhật Bản đã quyết định mở rộng cái mục tiêu của chương trình viện trợ quốc phòng mang tên là Hỗ trợ An ninh Chính thức OSA. Trong đó Việt Nam và Djibouti là hai quốc gia mới được đưa vào danh sách để nhận hỗ trợ trong năm tài chính bắt đầu từ tháng 4 năm tới. Khuôn khổ OSA là được chính phủ Nhật Bản là đưa ra là để cung cấp các thiết bị quốc phòng miễn phí cho các quốc gia có cùng chí hướng với Nhật Bản như một cách để tăng cường hợp tác về vấn đề an ninh. Đầu tháng này thì Nhật Bản cũng đã đồng ý cung cấp cho Philippines loại radar giám sát ven biển trong một cái dự án hợp tác đầu tiên theo cái chương trình này, nhằm là để giúp tăng cường năng lực răn đe của các nước đối tác của Tokyo. Và theo đài NHK của Nhật Bản thì các quan chức Nhật Bản hiện nay cũng đang thực hiện những cái thỏa thuận cuối cùng để cung cấp tàu tuần tra cho Bangladesh trong năm tài chính này. Còn Malaysia, Fiji cũng đang chuẩn bị nhận các thiết bị khác theo cái chương trình này. Trong khi đó thì tại Hà Nội, kính thưa quý vị, thông tin cho thấy là một khu đô thị thông minh trị giá lên đến 4 tỷ 200 triệu đô la sẽ được xây dựng tại huyện Đông Anh trên một cái diện tích đất lên đến 270 hectare. Và đây là một cái dự án khu đô thị được hợp tác bởi tập đoàn BRG, là một tập đoàn đa ngành của Việt Nam, hiện nay đang kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, bán lẻ và tài chánh, cùng với tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản. Tập đoàn của Nhật Bản cũng đang tham gia khá nhiều những cái dự án của Việt Nam. Thông tin từ các cơ quan truyền thông trong nước cho thấy, dự án này sẽ có điểm nhấn là một tòa nhà cao tầng lên đến 108 tầng, ứng dụng 6 yếu tố thông minh, bao gồm năng lượng thông minh, di chuyển thông minh, đời sống thông minh, quản lý thông minh, sức khỏe học tập thông minh và kinh tế thông minh. Và theo dự đoán, dự án này sẽ được chia làm 5 giai đoạn và có thể hoàn thành vào năm 2032. Khi đó thì có thể sẽ là nơi sinh sống của khoảng 200.000 cư dân tại Hà Nội. Và nếu được dự án này được thực hiện và cái tiến độ đúng như dự phóng là 2032, có lẽ là Hà Nội sẽ là thành phố đầu tiên của Việt Nam có cái khu đô thị thông minh với cái mức đầu tư lớn như thế này. Và cũng có được là nhờ các công ty Nhật Bản hợp tác với Nhật Bản hỗ trợ. Còn thưa quý vị và các bạn, là về quan hệ Mỹ-Trung thì sau rất nhiều đồn đoán, cuối cùng Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã xác nhận vào ngày hôm qua là Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 15 tháng 11, tức ngày mai theo giờ của nước Mỹ, tại thành phố San Francisco, bang California, nhân ông Tập Cận Bình tới đây để dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm APEC. Phát ngôn viên Mao Ninh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì cho biết là tại cuộc gặp này thì hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung sẽ đối thoại sâu sắc về các cái vấn đề chiến lược tổng quát, định hướng liên quan tới mối quan hệ Mỹ-Trung, cũng như các vấn đề liên quan tới hòa bình và phát triển toàn cầu. Trước đó thì một người phát ngôn viên của Nhà Trắng cũng cho hay là hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận các cái vấn đề liên quan đến quan hệ song phương, tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc cùng các vấn đề khu vực và toàn cầu. Và người phát ngôn của Nhà Trắng cũng cho biết là dựa trên các cái cuộc gặp gần đây nhất giữa hai nhà lãnh đạo hồi tháng 11 năm ngoái 2022,
thì Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thảo luận cách để Mỹ-Trung có thể tiếp tục quản lý cái việc cạnh tranh một cách có trách nhiệm và làm việc cùng nhau trong rất nhiều lĩnh vực, song trùng lợi ích, tức là cả hai nước cùng có lợi, đặc biệt là các thách thức xuyên biên giới ảnh hưởng đến cộng đồng quốc tế. Và kính thưa quý vị, cũng liên quan đến hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra tại thành phố San Francisco của Hoa Kỳ. Đây là hội nghị thượng đỉnh APEC lần thứ 30. Và một cái đặc điểm của hội nghị APEC đó là cái hội nghị này, những cái thành viên bao gồm những không phải là từ những quốc gia, bởi vì 21 thành viên của APEC bao gồm cả Hồng Kông. Hiện nay Hồng Kông đang được cai trị bởi Trung Quốc và cũng bao gồm cả Đài Loan, là một cái khu tự trị mà Trung Quốc luôn luôn muốn chiếm lấy. Và đó là những cái điểm nổi bật của APEC. Ngoài ra thì các những thành viên trong APEC cũng là những yếu tố hoặc là những quốc gia có một cái nền kinh tế rất là vững mạnh. Vì vậy họ chiếm đến 60% tổng sản lượng nội địa GDP trên toàn thế giới. Do đó tất cả những cái cuộc họp thượng đỉnh nào của APEC đều gây sự chú ý rất nhiều với các cơ quan truyền thông. Và đặc biệt chú ý nhiều nhất trong lần này không phải là nội dung của hội nghị thượng đỉnh APEC mà lại là cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Là đây là một trong những cái sự mong đợi của thế giới, bởi vì tất cả mọi quốc gia đều hy vọng là với cái cuộc gặp gỡ này, mặc dù không có những cái gì cụ thể được loan báo, nhưng ít ra cũng cho thấy là cái quan hệ hai bên nó đã bớt đi căng thẳng và từ đó thì cũng có thể thảo luận đến những cái vấn đề xung đột hiện nay đang diễn ra tại khu vực Trung Đông. Liên quan đến Vương quốc Anh, một thông tin gây sốc mà tất cả các cơ quan truyền thông báo chí trên toàn thế giới đều đồng loạt loan báo là cựu thủ tướng Anh là ông David Cameron vừa được bổ nhiệm trở lại làm ngoại trưởng của quốc gia này theo lời thủ tướng đương nhiệm là ông Sunak. Tuy nhiên một cái điều nó hơi khó khăn trong cái trường hợp của ông David Cameron trở lại trong Hội đồng Nội các Quốc gia là bởi vì ông đã từng giữ chức vụ thủ tướng vào thời điểm từ năm 2010 cho đến 2016. Và chính năm 2016 với cái quyết định tổ chức một cái cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề Brexit mà ông David Cameron đã phải từ chức sau khi người dân Anh, Vương quốc Anh đã có hơn phân nửa là đồng ý rời khỏi Liên minh châu Âu. Mặc dù vậy, cá nhân ông Cameron cũng bị rất nhiều chỉ trích. Do đó ngoài việc từ chức khỏi thủ tướng, ông cũng đã từ chức không còn là một cái nghị sĩ nào tại Thượng viện. Và đây là một cái yếu tố trong cái sinh hoạt chính trị, nó gây rất nhiều khó khăn cho lần trở lại của ông David Cameron trong vai trò ngoại trưởng. Chính vì vậy mà Thủ tướng Anh đã phải cân nhắc đến và sử dụng đến những cái yếu tố về ngoại giao cũng như là những yếu tố liên quan đến hoàng gia để làm cho vai trò của ông David Cameron được công nhận bởi các cơ quan truyền thông. Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo đài BBC thì sự trở lại đình đám của cựu thủ tướng Cameron thì để được giữ một chức bộ trưởng trong nội các thì người đó buộc phải là một nghị sĩ trong Hạ viện. Thế nhưng mà cái chức nghị sĩ thì ông Cameron cũng đã từ bỏ khi mà rời chức thủ tướng vào năm 2016. Do vậy mà thủ tướng Anh Rishi Sunak đã phải cầu cứu đến vua Charles Đệ Tam nhờ ông phong cho ông Cameron làm Lord hay là Lord Peer, tức là một chức danh quý tộc hình thức để vào Thượng viện. Vào Thượng viện Anh Quốc thì không phải là do hình thức dân bầu ra. Một vấn đề nữa cũng đã nảy sinh khi mà ông Cameron trở lại chính trường. Đó là việc bổ nhiệm một người không phải là hạ nghị sĩ vào chính phủ thì Hạ viện sẽ không được quyền là trực tiếp chất vấn ông Cameron. Vì theo một quy định cổ xưa thì ông không có ghế trong Hạ viện. Và các dân biểu Hạ viện nay mà nếu mà muốn chất vấn ông Cameron nay trên vị trí là ngoại trưởng mới của Anh Quốc thì cần phải yêu cầu ông trả lời không phải bằng hình thức hỏi trực tiếp mà chỉ có thể yêu cầu ông trả lời bằng văn bản, hay là ông cũng không phải ra điều trần trước Hạ viện như các bộ trưởng khác trong nội các của Anh Quốc. Nhiều ưu đãi, rất là nhiều ưu đãi đối với sự trở lại lần này. Và vì vậy mà các chính trị gia cho rằng với cái chức ngoại trưởng chỉ là cái bước đệm thôi. Bởi vì họ, hoặc là chính phủ của ông Sunak đang tính toán một cái gì đó cho cuộc bầu cử sắp tới khi ông đưa cái vị cựu thủ tướng trở về. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, liên quan đến cái vấn đề mà đất hiếm, tức là một cái kim loại để sử dụng trong cái ngành công nghệ cao hiện nay, thì khi cuộc cạnh tranh các cái nguồn cung đất hiếm vẫn ngày càng diễn ra gay gắt trên thế giới,
thì tại Mỹ, các cái chuyên gia mới phát hiện một cái trữ lượng đất hiếm có giá trị lên tới 37 tỷ Mỹ Kim. Và mỏ đất hiếm này có thể giúp Mỹ đảm bảo được nguồn cung có cho cái loại khoáng sản này trong việc sản xuất các cái thiết bị công nghệ cao, đặc biệt là trong ngành sản xuất xe ô tô điện đang rất phát triển. Mà theo tờ The Wall Street Journal thì vào 12 năm trước, có một cựu lãnh đạo ngân hàng ở phố Wall đã mua một khu mỏ than cũ ở bang Wyoming, Mỹ với giá trị chỉ có 2 triệu đô la. Và vài năm trở lại đây, khi mà các chuyên gia hội đồng địa phương tới kiểm tra và nghiên cứu địa chất thì mới biết rằng là khu vực này ẩn chứa một lượng đất hiếm khổng lồ trị giá lên tới 37 triệu Mỹ Kim như vậy. 37 tỷ Mỹ Kim. Vâng, Lily nhìn nhầm, xin lỗi quý vị và các bạn. Và sau một vài kết quả kiểm tra thì mỏ than này thực sự là chứa đất hiếm và có thể là mỏ đất hiếm được cho là lớn nhất ở nước Mỹ. Và nếu dự án khai thác tiến hành như dự định thì đây sẽ là mỏ đất hiếm mới đầu tiên ở Mỹ được khai thác kể từ năm 1952. Phát hiện này thì được cho như là của trời cho trong bối cảnh mà Mỹ cùng với các nước phương Tây đang phải chạy đua tìm kiếm đất hiếm để thoát khỏi cái sự phụ thuộc ngày càng tăng vào Trung Quốc, khi mà loại khoáng sản này đang có nhu cầu ngày càng cao cho nhiều mục đích sử dụng trong các công nghệ, đặc biệt là các công nghệ mà tốt cho môi trường. Hiện tại thì Trung Quốc kiểm soát phần lớn hoạt động tinh chế đất hiếm, do vậy thường dùng cái loại khoáng sản này như là một sức mạnh để gây áp lực lên các đối thủ. Như vừa qua, trong một động thái được coi là trả đũa cho việc mà Mỹ cấm các công ty công nghệ chip của Mỹ xuất khẩu sản phẩm sang Trung Quốc, thì Trung Quốc đã lập tức hạn chế xuất khẩu hai loại khoáng sản, trong đó có đất hiếm được sử dụng trong việc mà sản xuất chip bán dẫn, hệ thống tên lửa và pin mặt trời. Và nay mà mới với kho báu mới được phát hiện thì một công ty khoáng sản lớn tại Bắc Mỹ đang hy vọng là sẽ có thể xây dựng một nhà máy khai thác và chế biến đất hiếm ngay trên lãnh thổ Mỹ, giúp đáp ứng cho chính nhu cầu của nội địa. Và kính thưa quý vị, đất hiếm là một trong những cái loại một trong những cái sản phẩm hiện nay đang rất nóng trên thị trường, mà may mắn là Việt Nam cũng là một trong những cái quốc gia đang sở hữu một cái số lượng đất hiếm được cho là đứng hàng thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc. Và chính vì vậy mà Việt Nam cũng đang được săn đón bởi rất nhiều những cái tập đoàn lớn trên thế giới. Nhưng mà tin không may đối với Việt Nam, sau khi tập đoàn Intel của Hoa Kỳ đã tuyên bố là không đầu tư giai đoạn 2 đến Việt Nam, thay vào đó họ đã chuyển hướng đầu tư sang Ba Lan. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam vẫn hy vọng sẽ nhận được những đầu tư khác sau khi cái số lượng đất hiếm ở Việt Nam cũng được quan tâm nhiều trong thời gian vừa qua. Và liên quan đến cái vấn đề dầu mỏ, Trung Quốc hiện nay là một trong những quốc gia mà các chuyên gia cho rằng ngư ông đắc lợi trong những cái cuộc chiến giữa những quốc gia bị các nước phương Tây cô lập, đặc biệt là Liên bang Nga cũng như là Iran và Venezuela. Ba quốc gia này không thể xuất khẩu dầu cho những cái quốc gia ở phương Tây, và hiện nay bạn hàng lớn nhất của họ là Trung Quốc. Cũng chính vì vậy, Trung Quốc đã có được một cái mức giá ưu đãi không ai có thể ngờ. Chỉ trong năm vừa qua thôi, Trung Quốc đã tiết kiệm khoảng 10 tỷ Mỹ Kim khi mà mua dầu giá rẻ từ ba quốc gia nói trên. Trung bình trong 9 tháng đầu năm vừa qua, Trung Quốc đã nhận kỷ lục lên đến 2 triệu 760 thùng dầu thô mỗi một ngày vận chuyển bằng đường biển từ ba quốc gia này. Và trong số ba quốc gia này, đứng đầu vẫn là Liên bang Nga, khi mà Liên bang Nga đã cung cấp cho Trung Quốc khoảng 1 triệu 300 tấn dầu mỗi một ngày, và Trung Quốc cũng đã tiết kiệm được 4 tỷ 300 triệu đô la với số lượng dầu thô mà Trung Quốc đặt mua từ Liên bang Nga. Với những con số như thế này thì cơ quan năng lượng quốc tế, gọi tắt là IEA, cũng cho biết bất chấp những cái sóng gió trên thị trường bất động sản hiện nay đang xảy ra tại Trung Quốc thì nhu cầu về năng lượng của Trung Quốc vẫn đang rất là ổn định, và quốc gia này vẫn là động lực tăng trưởng cho toàn cầu. Nói một cách không ngoa là trong tương lai, những quốc gia nào thiếu hụt dầu thô cũng có thể mua lại từ Trung Quốc, là bởi vì Trung Quốc đã hầu như là đã ôm trọn những cái lô hàng từ những cái quốc gia sản xuất dầu thô lớn nhất trên thế giới. Vâng, và nhờ mua được dầu giá rẻ từ các cái quốc gia đó cho nên là việc mà sản xuất ra các cái sản phẩm lọc dầu của Trung Quốc, do vậy mà Trung Quốc có thể cũng bán được giá rẻ ra các nước khác, và do vậy mà cũng thu hút được khách hàng là các quốc gia ở trên toàn thế giới.
Ngược lại thì việc mà Trung Quốc mua dầu cho các nước này, ba nước là Iran, Nga và Venezuela, khi mà đang chịu các lệnh trừng phạt từ Mỹ và phương Tây, thì cũng là một biện pháp cứu sinh cho các nước này. Khi mà các nước này cũng đang không bán dầu cho được đâu, thì việc mà bán được cho Trung Quốc cũng đem lại một nguồn thu rất là lớn cho nền kinh tế của các nước đó. Như cùng kỳ năm 2017, thì trước khi mà ở Iran dầu bị cấm vận, thì cao nhất Trung Quốc chỉ nhập khẩu là khoảng 623.000 thùng mỗi ngày. Nhưng mà hiện tại thì Trung Quốc đang mua của Iran lên tới là gần 1 triệu thùng mỗi ngày. Mặc dù là giá bán được nhiều, nhưng mà giá mà Trung Quốc mua vào thì lại rẻ hơn được tới là 17 đô la mỗi thùng. Do vậy mà tính chung trong năm vừa rồi là Trung Quốc đang được lợi tới 10 tỷ đô la như vậy. Riêng về vấn đề khí đốt thì con thấy vào cái giá mà Liên bang Nga bán cho Trung Quốc nó rẻ hơn rất nhiều so với giá cả mà những cái quốc gia châu Âu phải mua. Cụ thể thì cái bản tin này cho biết là Trung Quốc đã mua những cái mua khí đốt với cái giá là 271 Mỹ kim cho 1.000 mét khối, và cái mức giá này được bảo đảm cho đến hết năm tới 2024. Trong khi những cái quốc gia từ châu Âu hoặc là từ Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua khí đốt thì họ phải trả cái mức giá lên đến là 481 Mỹ kim, có nghĩa là gần gấp đôi so với 271 Mỹ kim. Đây là một cái sự chênh lệch và một cái sự ưu ái rất lớn mà Trung Quốc đang chiếm, có thể nói là chiếm vị thế không một cái quốc gia nào có được. Cho nên cuộc chiến nó xảy ra ở đâu Trung Quốc cũng không quan tâm, miễn là Trung Quốc vẫn là ngư ông đắc lợi thu mua được tất cả những cái nguồn hàng rẻ. Vấn đề là sau khi thu mua rồi Trung Quốc có kiếm lời được hay không, nếu mà họ có những cái hợp đồng bán lại cho các quốc gia khác. Vâng, ngay cả để phục vụ cho nhu cầu trong nước thôi, kinh tế khổng lồ cũng là tốt lắm rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn trong lĩnh vực xe điện thì xe điện hiện nay đang chiếm phần lớn hơn tại Trung Quốc, và chính các cái công ty nội địa cũng ghi nhận doanh số bán cao hơn là kể cả các hãng xe ngoại. Như năm nay, một cái hãng sản xuất ô tô điện rất là nổi tiếng của Trung Quốc là BYD cũng đã lần đầu tiên vượt cả hãng xe Volkswagen để trở thành thương hiệu xe bán chạy nhất tại quốc gia tỷ dân này. Trong khi đó thì Tesla thì cũng là thương hiệu xe duy nhất của Mỹ lọt vào top 10 xe bán chạy nhất của Trung Quốc trong nửa đầu năm nay. Tuy nhiên, sự cạnh tranh dường như cũng rất khốc liệt trên thị trường xe điện ở Trung Quốc, khiến cho các hãng xe của Nhật Bản này có cái doanh số bán ra không được lời mấy, nên đã phải quyết định là có thể rút khỏi thị trường ở Trung Quốc. Như trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay, thì các hãng xe của Nhật Bản như là hãng Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Moto đều ghi nhận doanh số bán tại Trung Quốc giảm sút so với năm ngoái. Riêng hãng Toyota thì có doanh số không đổi, nhưng mà cũng đang cảnh báo về nguy cơ bị sụt giảm doanh số bán ra ở Trung Quốc. Doanh số bán của hãng Mitsubishi là giảm mạnh nhất với 60%, và hãng Nissan cũng giảm tới là 20%, hãng Subaru cũng giảm tới 37%. Và các hãng xe ngoại, trong đó các cái doanh nghiệp Nhật Bản hiện nay cũng đang ngày càng bị lấn át bởi chính là các hãng xe nội địa của Trung Quốc, như hãng xe điện BYD. Bởi vì sau hàng thập kỷ, tức là khoảng hơn 10 năm qua, ngành công nghiệp xe điện ở Trung Quốc là tập trung xây dựng, thì các hãng xe Nhật hiện nay đang phải thu hẹp cái quy mô thị trường ở Trung Quốc, và có lẽ phải giảm kể cả về sản xuất cũng như là thị trường bán ra. Như một năm qua thì hãng Toyota cũng đã phải giảm mà công nhân hợp đồng trong các nhà máy sản xuất tại Trung Quốc, hay hãng Honda và hãng Nissan cũng đã phải giảm hạ các cái lượng sản xuất tại đây, cũng như cắt giảm cả nhân viên. Vâng, kính thưa quý vị, mà yếu tố quan trọng nhất là bởi vì người dân Trung Quốc hiện nay đang ưa chuộng xe điện, mà xe điện thì họ sử dụng xe điện Trung Quốc rất là nhiều, và đó là cái bối cảnh mà những cái xe truyền thống sẽ dần dần biến mất khỏi thị trường Trung Quốc. Và đây cũng là một cái sự tiếc nuối của những hãng xe này, bởi vì dầu muốn hay không thì đây vẫn là một cái thị trường rất lớn với mà họ đã chiếm lĩnh trong thời gian vừa qua. Cũng liên quan đến Trung Quốc, và một trong những cái mạng xã hội rất là phổ biến tại Trung Quốc đó là TikTok, thì ngày hôm qua Nepal là quốc gia mới nhất vừa tuyên bố sẽ cấm sử dụng TikTok này. Lý do là bởi vì trong 4 năm qua đã có hơn 1.600 vụ tội phạm mạng có liên quan đến việc sử dụng TikTok
đã được ghi nhận tại quốc gia này. Ngoài ra thì chính phủ Nepal cũng cho biết là việc sử dụng TikTok đã ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cuộc sống xã hội và có nhiều sự xáo trộn cũng đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Và việc Nepal quyết định không sử dụng mạng TikTok không phải là điều mới mẻ, bởi vì trước đây hàng loạt những các quốc gia khác cũng đã có cái quyết định tương tự. Trong khi đó tại Mỹ thì không phải là quyết định của liên bang, nhưng rất nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ cũng đã đưa ra quyết định không cho phép nhân viên chính phủ sử dụng mạng TikTok trong lúc làm việc. Riêng tại Ấn Độ thì là quốc gia láng giềng của Nepal cũng đã cấm sử dụng TikTok cùng hàng chục những cái ứng dụng khác của Trung Quốc kể từ năm 2020, mà nguyên nhân chính là bởi vì vấn đề đảm bảo an ninh. Họ cho rằng khi sử dụng TikTok thì sẽ có những cái nguy cơ và những bị nghe lén hoặc là những cái yếu tố liên quan đến chính trị. Và vì vậy mà mạng TikTok hiện nay đang dần dần bị xa lánh tại rất nhiều quốc gia. Và đây cũng là một cái sự thất thoát khá lớn của TikTok. Vâng, còn tại Thái Lan thì thưa quý vị và các bạn, chính phủ của nước này vừa gây ra một cái cơn bão dư luận ở trong nước khi mà tuyên bố là đang cân nhắc xem xét để cho cảnh sát Trung Quốc được triển khai ở một số địa điểm du lịch nổi tiếng nhằm đảm bảo an ninh cho khách du lịch Trung Quốc. Chính phủ cho rằng là việc hợp tác với cảnh sát Trung Quốc như vậy được cho là sẽ giúp thu hút thêm khách du lịch từ Trung Quốc, khi mà nước này đang đặt mục tiêu là trong năm nay phải thu hút là 4 triệu lượt khách Trung Quốc. Nhưng mà rất nhiều người Trung Quốc là đang e ngại du lịch sang Thái Lan do trên mạng xã hội là lan truyền các cái thông tin là khi sang du lịch ở Thái Lan là sẽ bị bắt cóc, tống tiền. Và lãnh đạo Tổng cục Du lịch Thái Lan thì cũng bảo vệ quyết định của chính phủ khi cho rằng cái mô hình này cũng đã từng được triển khai thành công ở nước Italy. Tuy nhiên, tuyên bố của chính phủ đã ngay lập tức vấp phải sự phản ứng rất mạnh của người dân tại Thái Lan, khi nhiều ý kiến cũng lo ngại rằng là nước này, tức là Thái Lan, có thể sẽ là nơi để Bắc Kinh tổ chức các cái hoạt động ngầm. Và nghiêm trọng hơn thì một số dư luận cũng cho rằng là sự hiện diện của cảnh sát Trung Quốc tại Thái Lan chẳng khác gì là Thái Lan đang từ bỏ độc lập và chủ quyền. Và kính thưa quý khán giả, với những thông tin vừa rồi thì Kim Hoàng và Lily cũng xin tạm kết phần điểm báo thế giới tối ngày hôm nay của Việt TV. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Chúng tôi xin trân trọng kính chào. Vâng, Lily xin trân trọng kính chào và chúng tôi sẽ trở lại trong các chương trình ngày mai. Và quý vị và các bạn nhớ dành cho Kim Hoàng và Lily một nút like.